Xin chào anh chị và các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Đức Nhân. Tiếp tục cái chuyến hành trình đi khảo sát đất nền tại thị trường Bình Phước. Thì hiện tại Đức Nhân đang ở xã Lộc An của huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Khu vực này thì nó gần cửa khẩu Hoa Lư, gần cái khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư luôn nha anh chị và các bạn. Thì từ cái vị trí này, anh chị nối theo cái hướng đường này sẽ đi ra trung tâm của xã Lộc An. Trung tâm của xã Lộc An còn theo cái hướng Tây Đức Nhân chỉ và anh chị quẹo trái, quẹo phải thì sẽ ra cái hướng là quốc lộ 13. Quốc lộ này thì quẹo trái là về thị trấn Lộc Ninh và quẹo phải về cửa khẩu Hoa Lư. Hiện tại cái đường này hiện tại là đường mặt tiền đường nhựa rộng 4 m, 5 m gì đó. Tuy nhiên là trên lộ giới quy hoạch của khu vực huyện Lộc Ninh thì cái đường này là đường liên xã và nó có lộ giới lên tới 18 m, tức là từ tim đường cách qua hai mỗi bên là 9 m nha anh chị và các bạn. Thì cái quỹ đất Đức Nhân đang đứng nằm bên phải đây thì chủ đầu tư họ phân ra được khoảng 37 lô, 37 lô thì ngang mỗi lô là 5 m, ngang mỗi lô 5 m và chiều sâu nó khoảng là 40 m thì tổng diện tích nó là 200 m thì đã bao gồm 100 m thổ cư. Hiện tại cái sản phẩm này đã được bán hết, tuy nhiên là chưa ra sổ luôn, đã được bán hết. Chủ đầu tư bán theo hình thức là công chứng trích lục riêng từng từng nền. Và khi ra sổ thì sẽ ra tên của khách hàng luôn. Với cái mức giá dưới 400 triệu, tức là lanh quanh đó 385, 390 và 395 triệu một mét vuông. À, xin lỗi. Lanh quanh ở mức giá là 385, 390 và 300. Hiện tại cái mức giá ở đây đang giao dịch, chủ đầu tư đang bán ra với cái mức giá mỗi nền là lanh quanh giá từ 380 triệu, 385 và 395 triệu. Đó là mức giá dưới 900 triệu là bao gồm tất cả cái chi phí ra sổ cho anh chị và khách hàng luôn nha. Thì hiện tại cái tất cả 30 37 nền này đã mở bán hết trước khi mà ra sổ luôn nha anh chị và các bạn. Nó cực kỳ hot, nó tại vì thứ nhất là nó vừa tốn tiền. Thứ hai là nó đón sóng đầu tư hạ tầng ở khu vực này. Lộc An rồi những cái huyện, những cái xã xung quanh đây thì đang được nâng cấp hạ tầng đường liên thôn liên xã rất là mạnh và đặc biệt là cái tuyến đường quốc lộ 13 đang mở rộng phía bên ngoài để kết nối giao thương với lại cửa khẩu quốc tế. Và trong tương lai thì cái tuyến đường phía Tây quốc lộ 13 sẽ được khởi công, cũng như là những cái tuyến đường đường tránh tránh cái khu vực đô thị, tức là tránh cái thị trấn thị xã của tỉnh Bình Phước. Thì đó là những cái hạng mục đầu tư hạ tầng công của tỉnh Bình Phước, tập trung lại vô những cái khu vực kinh tế như là huyện Lộc Ninh như anh chị và các bạn đang thấy đây. Thì tại sao mà những cái nền này, 37 nền này vừa công bố ra đã mở bán hết sau Tết và chuẩn bị trong thời gian sắp tới sẽ công chứng ra sổ. Thì thứ nhất là nó vừa thiếu tiền. Khó mà tìm đâu được những cái nền đất mặt tiền đường nhựa của nhà nước rộng tới 18 mét liên xã và nằm trong những cái khu vực tiềm năng pháp lý rõ ràng như này. Thì đúng là như anh chị nhìn, có thể là lát nữa anh chị sẽ thấy được video flycam xung quanh này nó vắng. Tuy nhiên là cái điểm đặc biệt của khu vực này á, là nó kế bên cạnh một cái hồ. Kế bên cạnh một cái hồ, hồ này gọi là hồ Lộc An. Hồ Lộc An thì xung quanh là nhà đầu tư họ đã gom quỹ đất hết ven hồ rồi và mỗi mét vuông đất mặt tiền đường nhựa và mặt sông hướng hồ thì nó giá đâu đó tầm khoảng 80 triệu cho tới 100 triệu một mét ngang nha anh chị và các bạn. Sâu thì khoảng đâu đó tầm 7 80 mét. Thì đó là một cái thông tin khiến cho cái khu khu vực này, những cái nền đất nhỏ nhỏ như này là 200 mét vuông rất là hot, rất là sốt. Thì cái nhà đầu tư nào thường xuyên lui tới khu vực này để khảo sát và đầu tư, chủ yếu là khách hàng từ Bình Dương, tiếp theo mới là khách hàng từ thành phố Hồ Chí Minh và khách hàng Hà Nội. Thì cái xu hướng đầu tư á, Bình Dương thì họ thích rẻ, thích giá hợp lý và đường hiện hữu nhà nước là họ mua tầm khoảng 500 đổ lại. Tại vì ở Bình Dương thì cái mức giá 500 thì không thể nào mà mua đầu tư được, phải từ 1 tỷ 2, 1 tỷ 3 hoặc là rẻ rẻ thì tầm 1 tỷ, 1 tỷ 1. Thì lên đây họ cầm 1 tỷ họ có thể sở hữu hai nền đất ở khu vực Lộc Ninh này và khách Sài Gòn thì họ lên họ sở tìm gọi là cái gu đầu tư hoặc là cái khẩu vị của nhà đầu tư ở Sài Gòn thì họ thích tìm những cái nền đất mà mặt tiền đường có quy hoạch phủ hồng, tức là có thể lên thổ cư và mặt tiền mặt sau là giáp hồ, đó là rất là tuyệt vời. Cứ mua dành để đó, tại vì cái diện tích mặt hồ thì nó sẽ không có tên nữa. Đường thì có thể mở nhưng mà hồ thì chắc chắn là rất là khan hiếm. Và nhà đầu tư thì cứ đầu tư xong để đó có thể trồng 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 cây ăn trái hay là trồng để hiện trạng cây cao su hay cây tiêu. Ở khu vực này là cao su và tiêu rất là thịnh và nhờ người nông dân ở đây khai. Anh chị nào quan tâm những cái sản phẩm như cái nhân mới giới thiệu đây là một nền sắp ra sổ đã có trích lục là anh chị hoàn toàn an tâm về pháp lý, thì trong vòng khoảng 1 tháng ra sổ.
khoảng 200 mét vuông mà có 100 mét vuông thổ cư mặt tiền đường giữa. Khu dân cư xung quanh họ cũng đã đang xây sửa và ở ổn định rồi. Thì đây giá tầm khoảng trên dưới 400 là anh chị có thể sở hữu một nền đất như này rồi. Thời gian sắp tới Đức Nhân sẽ công bố ra nhiều cái sản phẩm. Trong thời gian sắp tới khoảng 1 tháng ra vài chục lô cho anh chị và các bạn đầu tư. Anh chị nào quan tâm những sản phẩm như này hãy liên hệ cho Nhân theo thông tin liên hệ bên dưới. Hoặc thấy những chia sẻ của Đức Nhân hay hữu ích hãy like và đăng ký kênh của Đức Nhân. Và có đóng góp ý kiến gì hãy bình luận trong phần bình luận bên dưới. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi kênh của Đức Nhân. Xin chào và hẹn gặp lại.